Sắt đặt Trần xin chào các bác, rất vui khi được gặp lại các bác trong video clip của buổi tối ngày hôm nay. Một buổi tối em sẽ báo giá cho các bác những cái dòng sản phẩm vừa mới cập bến tại Sắt đặt Trần ngày hôm nay. Thì hôm nay rất là nhiều những cái dòng sản phẩm hay, giá thành hợp lý và cái chất âm của nó thì rất là ok trong cái tầm tiền. Em sẽ đi vào báo giá chi tiết cụ thể cũng như là giới thiệu cho các bác những cái model hôm nay vừa mới cập bến. Thì hôm nay thì có cả những cái dòng loa cây cột của Anh Quốc, của Mỹ, rồi những cái dòng loa thùng của Nhật Bản. Đấy, những cái dòng loa Mỹ, loa Nhật thì đủ cả. Đầu tiên thì em sẽ lên sóng và giới thiệu đến các bác một cái cặp loa khủng của Nhật, cặp loa Sansui SPX7900. Cặp này là dòng Nhật xuất Mỹ và rất là khủng, cấu hình một bát 43. Đấy, một loa trung giấy, một loa chép kèn và hai loa siêu chép giấy, rất là khủng luôn. Loa bát của hãng thì được trang bị màng giấy gần lụa và cái nón màu trắng rất là đẹp. Đây loa mid đây. Đấy. Loa chép kèn và hai loa siêu chép, cái này là lỗ thông hơi, các bác nhé. Cặp loa có một vi tinh chỉnh, có ba cái chế độ nghe. Đấy, 5 loa trên một thùng. Đấy. Gần vải lụa, tiếng rất là mềm. Cặp này thì tình trạng hàng về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Đấy, tiến loa rất là mới, thùng vỏ nét căng luôn. Đấy. Em này thì cấu hình rất là khủng, lại được trang bị hãng trang bị cho một cái tấm lưới căng mắt võng rất là đẹp. Đấy. Cái căng lưới mắt võng rất là đẹp và nét căng luôn. Em xin lắp một bên vào để quay cho bác được chi tiết. Đây ạ. Sau khi mà lắp cái căng vào, đây, cặp loa trông rất là cổ kính. Đấy, hai tấm lưới căng đều đẹp. Tiến loa thì đẹp, nét căng, thùng vách không tì vết. Cặp này thì chơi rất là tốt, nhiều với thể loại nhạc. Đây, phần hậu đây, còn nét căng. Những cái thông số của hãng, cặp này 8 ohm, công suất là 160W cho một thùng. Đấy, made in Japan. Đấy, thùng vỏ thì cũng còn rất là đẹp. Đây, từ trước đến sau. Đấy. Đấy, từ trước đến sau còn rất đẹp luôn. Cặp này thì bên em có giá bán là 15 triệu đồng các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì alo cho em Đặt Trần. Đấy, shop em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Đấy, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Tiếp theo thì em quay cho các bác một cặp Pioneer. Dòng Pioneer HPM100. Đây là một cái dòng loa quá là nổi tiếng ở trên thị trường rồi. Một dòng âm thanh đỉnh cao của Pioneer. Hãng sản xuất ra cái dòng HPM này thì cạnh tranh với những cái dòng loa của Mỹ, những cái dòng loa của JBL. Đấy, các bác có thể thấy là đấy, cặp này thì với cái cấu hình là một bát 30, một loa trung giấy, một loa chép giấy và một loa siêu chép. Thùng vỏ thì được thiết kế là thùng vỏ gỗ lạng. Ở đây là vi tinh chỉnh cho giải mít và giải chép. Đấy, tiếng loa đẹp, nét căng. Thùng vách góc cạnh còn rất là mới. Đây, một chiếc nữa em để bên này. Cây căng còn đầy đủ. Cây căng còn đầy đủ luôn. Cặp này thì có mức giá khá tốt tại cái thời điểm hiện tại. Sắt đặt Trần có cái mức giá bán là 21 triệu đồng cho cặp này. 21 triệu đồng cho cặp HPM100 này các bác nhé. Các bác có nhu cầu alo cho em. Đấy. Tiếp tục thì quay sen lẫn qua một số cái cặp loa nhỏ đi. Đây là cặp loa của Đan Mạch. Đấy, trong cái lô Bell Box thì về được một cái cặp này. Cặp này thì cái tên gọi của nó khá là lạ, cặp Sumat. Đấy, Sumat. Đây ạ. Thùng vỏ của nó là thùng vỏ gỗ lạng. Em này gỗ lạng nhưng mà màu đỏ, không phải simili các bác nhé, gỗ lạng. Cái căng rồi thùng vách góc cạnh còn rất đẹp. Mở lưới ra cho các bác xem. Cặp này thì loa thì là toàn bộ các cái củ loa này, củ loa của ITT, của hãng Đức. Đấy. Em bán, ngày xưa em bán nhiều loa Đức rồi, em nhìn biết ngay đây là củ của hãng ITT. Bát của nó thì con này thì chắc là rơi vào khoảng 17, 18 gì đó. Màng gân da bò các bác nhé, màng giấy gân da bò. Đấy, một cái loa chép đom ở đây. Thùng vách góc cạnh tuyến loa còn rất là đẹp. Đấy, xuất sắc luôn. Đấy, xuất sắc luôn. Đặc biệt là em này, e căng của nó đẹp, e căng của nó thiết kế đẹp, rất là mới. Tuyến loa nét căng. Đấy, cặp
chúng ta sẽ xem cái thông số phía sau. Vâng. Đây, cặp này thì còn nguyên cả một cái bộ dây zin theo loa. Dây này thì dài chừng 5 mét. Đấy, thoải mái cho các bác cắm rút. Đây, model của em nó là Sumat 7540. Thông số đầy đủ ở đây ạ. 35 tới 60 W, trở kháng là 8 ohm. Đấy, 8 ohm, made in Đan Mạch, rất là dễ đánh. Cả hai bên thì còn đầy đủ tem nhé. Đây, đầy đủ tem, đầy đủ dây loa. Đấy. Cặp này thì có mức giá bán là 4,7 triệu. 4,7 triệu cho một em hàng châu Âu, cực kỳ là chất lượng. Đấy, các bác nào những cái vòng chơi vừa và nhỏ chơi cặp này thì hết sức là hợp lý. 4,7 triệu. Tiếp theo thì em sẽ quay có một cái cặp beo vóc. Đây, cặp này còn bụi. Cặp này là cặp beo vóc model là 3700. HT 3700. Cặp này nguyên chưa mở lưới các bác nhé. Đây, beo vóc 3700 chưa mở lưới. Loa thì gồm có hai loa, một bát 20. Đấy, và một loa chép đo, chép này cũ của hãng C. Đấy, rất là cao cấp. Con này thì cũng là thùng vỏ gỗ lạng, đấy, màu đỏ. Và đẹp xuất sắc luôn, beo vóc 3000. Phía đằng sau còn đầy đủ dây loa, còn cả cái giắc cắm luôn. Đấy, còn cả cái giắc cắm. Đây, em mời các chúng ta cùng xem. Đấy, còn đầy đủ cả dây loa, cả giắc cắm. Thông số đây ạ. Beo vóc và đấy, made in Đan Mạch. Từ 40 cho tới 75 W. Cặp này thì giá cũng 4,7 triệu, cũng 4,7 triệu các bác nhé. Đấy, tiếp theo lại là một cặp của hãng BO nữa, của Đan Mạch. Đấy, cặp này là loa dị dạng luôn. Đấy, trông phía sau đây trông như cái vô tuyến luôn. Đấy, nó bị sờn cái chỗ tem này rồi, cũng không biết nó là cái model gì. Đấy, em không biết nó là cái model gì luôn. Đấy, dị dạng, loa dị dạng luôn. Vỏ nhựa e căng 3 mảnh. Đây, có cái hãng đấy, BO đây. Đấy, em chỉ biết đây là 3 loa, hai loa bass này, ở đây là một loa chép này. Đấy, còn bên này thì không có. 4,7 triệu, tí nữa em sẽ test cái cặp 4,7 triệu này cho các bác xem. Đấy, loa dị dạng, loa này là loa dị dạng. Cuối clip em sẽ test. Đấy. Thôi quay sang các cái dòng khác đi. Dòng loa cây cột đi. Cây cột thì hôm nay về được 3 em. Một em BVK 580D của Anh, một cặp loa JBL L5 và một cặp loa Tannoy S8 Gold của Anh Quốc. Thì đầu tiên em quay cặp BVK trước. Cặp BVK DM 580 thiết kế với vỏ gỗ sồi màu đỏ, rất là đẹp. Cấu hình mỗi thùng gồm hai loa mix bass 20 màng giấy, một loa chép đo, thiết kế đẹp. Và dòng 580D này thì không có nhiều ở trên thị trường. Đấy, 20 bass này đều bass thật các bác nhé, có lỗ thông hơi ở phía sau. Đây, loa có cả bậc cầu chì bảo vệ. Đấy, DM 580 số series đấy, em xem nó có trùng số series không. Cặp này liền series, em này bên kia 31, em này bên này 32. Đấy, tiếng của nó thì rất hay, những cái dòng BVK đợt này không có hàng luôn. Không có hàng. Đấy, rất hot mà không có hàng thì hôm nay về được một cặp. Con này là bản vỏ gỗ chứ không phải vỏ xi các bác nhé. Cái căng tem mát còn đầy đủ. Đối với cặp BVK này thì em có giá bán 12,8 triệu. Quay sang đây thì cặp này là cặp JBL L5, cũng phải lâu lắm rồi mới có hàng. Đấy, nửa năm rồi, hôm nay về được em này xuất sắc. Đấy, gân zin toàn bộ luôn, gân zin toàn bộ, tuyến loa rất là mới, thùng vách thì nét căng. Đây, quay cho bác xem thùng vỏ vân gỗ sồi màu vàng, đẹp không tì vết luôn, góc cạnh này. Đấy, cặp này 17,2 triệu. Quay cho bác chi tiết nhé. Đây, những cái loa nó mới nó đẹp. Đấy, kể cả như ốc nhái nó còn đẹp như này, chép sáng choang này, logo vàng ươm, toàn bộ các cái driver gân zin. Và những cặp JBL L5, L7 mà còn được gân zin như này thì rất là hiếm. Bởi vì sao? Nó sử dụng một cái loại gân khá là đặc biệt, nó mềm nhũn luôn, loa bát này, loa chung, loa chép, tất cả đều gân zin luôn. Đấy,
Vâng, thấy không? Tất cả đều gần zin, chưa học, chưa phải thay thế. Rất đẹp. Này, rất đẹp luôn. Rốn cũng là rốn zin. Rốn cũng là rốn cao su zin. Cái cặp này thì cái cấu hình còn như sau. Nó sẽ gồm một cái loa bass có đường kính là 20, một cái loa mid bass 18, một cái loa mid cao và một loa chép đo. Loa thì thiết kế hai end. Riêng cái giải chung nó sẽ hơi ngửa hướng lên trên một chút. Đấy, tạo cho cái âm sắc nó được lan tỏa rộng hơn. Đấy, thùng vách góc cạnh này của cặp L5 đẹp, đẹp miễn chê luôn. Đấy. Em này đẹp miễn chê luôn. Đấy. Đấy. Và sẽ cho các bác xem cái e-căng. Đây, e-căng đây là hai mảnh ở dưới nhá. Còn hai mảnh ở trên không biết là đâu rồi. Đây, lắp đại và cho các bác xem. Đây, đây là phần e căng ở bên dưới. Đây, e căng ở trên đây. Đấy, e căng này, khung nhựa zin. Đấy, lưới vải màu xám. Lắp vào cho các bác xem. Cặp L5 này đẹp. Đấy. Riêng cái phần ở giữa hãng đã trang bị một cái đường chỉ màu đen và có cái tem JBL vàng rất là đẹp. Đấy, cặp này có giá 17 triệu. Tiếp theo hôm nay em về được cặp S8 Gold. S8 Gold thì là cái dòng loa Tannoy được khá là nhiều các bác ưa chuộng. Cặp này thì về chỉ thiếu hộp xốp thôi, còn cả cái chân đinh theo loa. Độ mới nó phải khoảng 95-98%. Cặp S8 Gold là cao hơn hai cặp kia. Đấy, mỗi thùng gồm hai loa mid-bass 20, chúng chép đồng trục. Đấy. Lỗ thông hơi ở phía trước, đấy, phần chân đế đầy đủ và có cả chân đinh cho các bác nào chơi chân đinh. Dòng Tannoy tầm trung này thì khá hiếm, bây giờ hiếm lắm. Đấy, hôm nay về được một cặp S8 Gold 16 triệu, giá vẫn như thường lệ. Đây, đằng sau đây, còn cọc loa còn mới tinh luôn. S8 Gold dòng này thì made in Malaysia các bác nhé. Các bác lưu ý là dòng này made in Malaysia. Đấy. Đây, thùng vỏ này đẹp miễn chê. 16 triệu đồng cho cặp S8 Gold. Nhiều quá, không biết quay cặp gì bây giờ. Đấy. Em quay cặp sạc Queen Vega của Mỹ đi. Cặp này MS đa 250 thì cấu hình gồm 3 loa, một bát 30, một trung giấy và một loa chép còi. Đấy, thùng vỏ màu đen. Hình thức còn rất đẹp. Cái căn của em nó đây. Đấy, còn đầy đủ cả tem của sạc Queen Vega. Cặp này thì sạc Queen Vega bên em có mức giá rất tốt cho các bác chơi 16 triệu 2 cho một cặp bass 30. Đấy, đối với cặp này thì các bác chơi đa năng, đa thể loại nhạc và cũng có thể hát hò karaoke gia đình trên cặp sạc Queen Vega rất là tuyệt vời luôn. Giá cực kỳ là tốt. Đấy, giá cực kỳ là tốt. 16 triệu 200 nghìn đồng. Đấy, thưa các bác. Đây, tiếp theo thì em có một cặp Pioneer CSR 3 R700. R700 này thì thùng vỏ gỗ lạ, là một cái dòng loa nổi tiếng của hãng. Chuyên chơi nhạc vàng, nhạc xưa, nhạc bolero. E căng thì được thiết kế hai mảnh vô cùng là độc đáo. E căng sexy hai mảnh. Đấy. Em thường hay gọi là như thế. Cấu hình là một bass 30, một loa trung kèn gang và một loa chép kèn. Cặp này mà em mà tháo nội thất ra thì các bác thấy nội thất của nó kinh khủng luôn. Bass 30 màng FB, gân da lươn, gân zin. Đấy, gân da lươn, gân zin. Đây, tiếng loa rất đẹp. Không một điểm chê. Và dĩ nhiên là thùng vách thì phải nét căng rồi. Đấy. Màng FB, đây cái gân này cho cái tiếng đánh nhỉ. Đây, bass nó mềm như thế nào. Mềm nhũn luôn. Đấy. Mềm nhũn luôn. Đối với cặp này thì Pioneer set R700, cặp này thì hôm nay em giảm giá cho các bác từ 15 triệu rưỡi là còn 15 triệu các bác nhé. Đấy, thùng vách góc cạnh, tiếng loa phần hậu đẹp, rất đẹp, đầy đủ cầu loa, cọc loa còn nguyên zin. Quay sang bên này, đây là hai cặp loa Nhật. Đấy, một cặp Leafire 2002 cộng, con này là Nhật xuất Mỹ các bác nhé. Bát của nó bát 30. Đấy, trung kèn hai chép giấy. Đấy, gần zin, gần zin mới sợ chứ. Đấy, những cái cặp này rất là xưa rồi,
Đây lỗ thông hơi đây, họ thiết kế rất hiện đại. Chúng ta không nhìn vào đây không thể biết đây là lỗ thông hơi được rồi. Đấy. Tiếng loa đẹp như mới. Y căng này. Y căng họ 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 làm khá là đặc biệt. Đấy. Y căng họ làm khá là đặc biệt. Đây ạ. Đấy. À, vải thì nó hơi sờn, cái này các bác lấy bật lửa, các bác đốt đi. Đấy, hoặc là các bác có nhu cầu thì em sẽ bọc lại cho các bác một cái lớp vải mới. Đấy, có nhu cầu em sẽ bọc lại cho các bác một cái lớp vải mới hoặc là để như này cũng được. Cái này thì các bác đốt lửa đi là hết rồi. À, đối với cái cặp này thì bên em có cái mức giá tốt 9 triệu 500 nghìn đồng cho một cặp bát 30. Đấy. Vỏ vân gỗ này, đẹp không tì vết luôn. Đây, một cặp Onkyo của Nhật, cặp Onkyo D77. Đối với cái dòng này thì chơi đa năng rồi, nghe nhạc hát hò, bát 31 màng cả carbon, bát này thì tiếng đánh thì rung nhà luôn. Đấy, các bác chơi đa năng vừa chơi và vừa hát, bát 31 bát đánh rung nhà luôn. Đấy. Loa đẹp xuất sắc, căng mọng. Đấy, căng mọng luôn tuyến loa này. Đây một bát 31 này. Đấy, một mic 12 và một chép 2,5 cm. Dòng này thì công suất nó phải 200W cho một thùng. Và cặp này giá bên em bao tốt nhất toàn quốc cho các bác. Đây, riêng cái phần cặp loa các bác nhé. Các bác để ý giúp em cái phần cặp loa. Thì bên này thì nó bị rơi mất cái cặp màu đỏ nên bên em đã thay thế rồi. Đấy. Duy nhất đấy, một cái điểm trừ. Thay thế cái cặp loa này không ảnh hưởng đến chất âm. Còn lại này, thùng họng rất đẹp. Đấy, những cái bụi bẩn này là vệ sinh đi này. Đấy. Vội quay clip chưa kịp vệ sinh này cho các bác. Đấy, nó cũng đủ hai vế trái phải. Đấy. Đấy, tùy từng dòng nhé, có dòng thì họ không làm hai vế trái phải đâu, cho nên các bác xem clip đâu phải cứ cặp nào thì hai vế trái phải. Nhưng cặp này thì nó cũng một vế này, tất cả hầu như là loa Mỹ nó đều một vế này. Đấy, loa Nhật này. Đấy, nó cũng một vế này, trừ một số dòng nó thiết kế hai vế thôi. Đấy. Tiếp tục em quay sang một cái cặp loa Pioneer CS 3000A. Đây có thể nói là một cái siêu phẩm của Pioneer, một cái dòng sản phẩm được sản xuất vào những năm của thập niên 70, một siêu phẩm nhưng rất ít khi các bác biết được, bởi vì cái dòng sản phẩm này hiện nay nó không có nhiều ở trên thị trường. Cặp loa Pioneer CS 3000A, cặp này về nếu bên em vệ sinh thì sẽ rất là đẹp, và chưa có cái thời gian vệ sinh, các bác nào mua bên em sẽ vệ sinh đẹp trước khi giao tới tay cho các bác. Cặp loa Pioneer CS 3000A, cặp này nếu như mà tháo củ nội thất ra thì các bác chắc phải ngã ngửa luôn. Cân nặng của nó thì phải đến 40 cân cho một thùng. Một bát 30, một loa mid dom và một loa chép dom. Các bác thấy cái loa mid dom này nó gấu chưa? Và các bác có thể thấy là cái loa mid dom này nó giống cái loa nào của Pioneer, nó giống con Pioneer CS con gì 9005 905 hay là con 9005 bát 40 nữa. Chắc là con 905 rồi. Và cái con bát 40 đấy. Rất là khủng cái trung dom này. Quay lên ảnh thì không thấy được nhưng mà đây nó to như này. Đấy, cái mít bóng này, một loa chép dom này. Đấy, bát 30 màng giấy và gân zin. Các bác thấy không? Gân zin. Loa chưa tháo khỏi khối thùng. Đây, các cái ốc đây. Nó cũng giống như dòng AR cổ thì họ lót một cái lớp đất sét ở bên trong màu đỏ. Đấy. Lót một cái lớp đất sét đấy để tạo cái độ kín cho cái màng loa. Này, này. Những cái này thì là vệ sinh đi thì sẽ sạch đẹp. Này. Còn lại loa zin nguyên bản. Có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Cặp này các bác nào biết chơi thì chất âm của nó thì miễn chê rồi. Giá 17 triệu quá rẻ. 17 triệu rưỡi xin lỗi các bác, giá 17 triệu rưỡi. Đây e căng của em nó đây. Các bác biết không? Em này còn e căng rất hiếm. Không phải đôi nào cũng còn e căng đâu. E căng của nó khung được làm bằng thép. Khung được làm bằng thép luôn. Đấy, rất vĩ đại. Tem còn đầy đủ. Đấy. Và cái phần phía sau. Con này thì 6 mặt đều gỗ lạng luôn. Trước sau trái phải đều gỗ lạng luôn.
Đấy, phía sau các bác nhìn cái hệ thống cọc loa của nó kinh khủng như nào chưa? Đấy, dàn cọc loa rất là kinh khủng. 17 triệu 500. Tiếp theo em sẽ quay nốt cho các bác hai cặp cây cột. Khá là mệt rồi. Một cặp JBL, cặp này là cặp GHE 1200 VA. Đây, rất là cao lớn, chắc là phải cao mét mốt rồi. Đấy. Cao mét mốt. Cấu hình thì một bát 30, một trung và một chép. Này thì chơi đa năng. Đấy, nhạc vàng, nhạc trẻ, thậm chí là karaoke. Đấy, căng khung nhựa luôn. Đây ạ. To cao hầm hố, một cặp JBL bát 30, dạng loa cột, giá chỉ có 12 triệu 500, một mức giá rất hấp dẫn. Một mức giá rất hấp dẫn. Đấy, các bác quan tâm thì alo cho em. Tiếng thì cực kỳ là phê rồi. Bát đánh rung nhà, tiếng cực kỳ là uy lực. Trung tép sáng, cặp này là cặp Infinity, có cái model là IL40, bát 20, một trung và một chép, tiếng loa như mới luôn. Đây ạ, tiếng loa như mới luôn, thùng vách màu gỗ màu lông chuột, đây. Tiếng loa như mới và đẹp không tì vết. Em sẽ mở cái lốt cái lưới bên này ra. Quay cho các bác xem. Cái căng của nó gắn khá là chắc. Một tay đây, tháo xong rồi. Tiếng loa đẹp và không tì vết luôn. Cặp này thì để cho các bác 9 triệu thôi. Infinity thì là một cái dòng loa Mỹ chơi đa năng rồi. Tiếng thì mạnh mẽ uy lực. Đây, đằng sau lỗ thông hơi đây. Đây, model đây. Cầu loa vàng chóe như mới luôn. 9 triệu đồng cho cặp loa này. Các bác có nhu cầu alo cho em. Đó là toàn bộ những cái dòng sản phẩm hôm nay thì em sẽ báo giá và có lẽ em sẽ báo lướt lại một lượt nữa cho các bác xem. Trong khi báo lại thì em sẽ như đã hứa thì em sẽ test cái cặp dị dạng này cho các bác nghe nhé. Em này 4 triệu 7 này. Này là 15 triệu này. Cặp này là 16 triệu 2. 4 triệu 7. 4 triệu 7 này. 15 triệu. Cặp HVM này 21 triệu này. Cặp BBK 12 triệu 8. Cặp này là 17 triệu 2. Cặp này 16 ạ. Pioneer là 17 triệu rưỡi. Cặp JBL 12 triệu rưỡi ạ. Cặp Infinity là 9 triệu. Cặp này là 9 triệu rưỡi và cặp này 11 triệu rưỡi. Vâng, em xin phép dừng video clip. Các bác quan tâm sản phẩm nào thì mời các bác alo cho em đặt trần. Số điện thoại 098 358 6968. Em đặt trần, cảm ơn các bác. Xin chào và xin hẹn gặp lại.